tại sao phải đúng với sai. Em có cái cách chọn sống của em, chị có cái cách chọn sống của chị, kiến thức của chị là cái cách để chọn sống. Ở Việt Nam, việc xem phim, sách hoặc những phim, thể loại phim sách như là phim sách education bị xem là bệnh hoạn, chị nghĩ sao ạ? Chị không nghĩ sao hết em, tại chị không ở Việt Nam. Em nghĩ sao đó là chuyện của em. Đừng có đi vô đây và hỏi chị những cái câu là chị nghĩ sao về điều này, chị có suy nghĩ gì về điều này. Quan điểm cá nhân của chị Vena, tao dạy kiến thức đúng, tao không có quan điểm cá nhân. Tới lần thứ bao nhiêu tao phải nói cho tụi mày cái câu này nữa. Không có quan điểm cá nhân ở đây, không có cái từ gì cá nhân ở đây, không có cái kiểu là chị nghĩ là, chị đoán là, theo chị là, theo cái mà chị biết là, không có. Ok, tao sẽ nói thẳng luôn. Nếu em vẫn còn cái tư duy như những người Việt Nam khác là học những cái liên quan đến tình dục, hay học những cái education em để chăm sóc và bảo vệ cơ thể của em, sức khỏe của em là điều nhục nhã, thì em cứ tiếp tục như vậy đi, được chưa? Còn đối với chị, học những cái điều đó chứng tỏ em là một người trưởng thành. Tại vì chị hỏi em, bác sĩ có phải học những cái này không? Mày không học làm sao nó tách tụi mày ra được khi mà cái cờ với cái lờ của tụi mày dính vô rồi đi vô nhập viện. Tụi nó phải học cơ chế ở cái chỗ đó hoạt động như thế nào. Nó phải học cái lờ nó hoạt động như thế nào để làm chi, để người ta đỡ đẻ được cho mày chui ra, chứ tự nhiên mày chui ra đời hả? À, muốn quất cái quạt vô đầu á. Tới khi nào mấy người mới đi học những cái chuyện này một cách tử tế? Trời ơi, mình đâu có cần nhất thiết phải là bác sĩ để học những kiến thức cơ bản này. Phải học để coi tại sao ở dưới của phụ nữ nó co thắt làm sao, đàn ông nó xuất tinh tại sao khi xuất tinh xong thì nó bị xìu xuống, tại sao đàn ông xuất tinh xong thì người ta lại buồn ngủ. Những cái chuyện đó em học chỉ để em hiểu cái cơ thể của người khác thôi, được chưa? Còn mày học cái chuyện này xong, cái tụi mày đem cái chuyện này ra rồi tụi mày đi cười nhạo, xong tụi mày kêu ơ kỳ quá, ơ chị nhây bày mấy cái này kỳ quá, kỳ thì đi ra và tiếp tục vô. Tao có bị mày học đâu. Mày thích sống như mấy người kia thì mày sống như mấy người kia. Mà tụi mày hay đi vô đây để tụi mày sân si với tao lắm. Một là tụi mày sân si với tao, hai là tụi mày thích hơn thua với tao, ba là tụi mày thích cái kiểu là chị phải nói cho em biết là chị sai em đúng, hoặc là chị đúng em sai. Một là đúng, hai là sai. Không có được ở cửa giữa. Cửa giữa là em không chơi. Tại sao phải đúng với sai? Em có cái cách chọn sống của em, chị có cái cách chọn sống của chị, kiến thức của chị là cái cách để chọn sống. Và chị chia sẻ cái chị học được và chị kiểm chứng và chị biết nó đúng. Chị biết nó đúng luôn, chứ chị không có phải nói theo kiểu là nói nhưng mà không có chắc là nó đúng hay không. Không, tao khẳng định với mày nó đúng luôn á. Hiểu không? Hiểu không? Tại vì sao? Tại vì chị trải nghiệm rồi. Vậy thôi, những người ta đã trải nghiệm rồi, người ta sẽ có quyền nói cái điều họ trải nghiệm là đúng. Và tất nhiên mỗi trải nghiệm nó sẽ khác nhau. Có những người ta trải nghiệm, người ta sẽ không có đồng ý quan điểm của chị, thì đó là cái cách sống của họ. Ok? Và người trưởng thành, người ta sẽ tôn trọng quan điểm cá nhân của nhau, người ta sẽ tôn trọng quan điểm cá thể của nhau. Chị ơi, sinh ra trong gia đình bất hạnh hay gia đình giàu có sẽ giúp đứa trẻ thành công hơn ạ? Bất hạnh hay thành công nó sẽ có cái khác nhau. Chị Nhi cũng là cái kết quả của cái việc mà không có ai ủng hộ, và cha mẹ không ai ủng hộ, người thân không ai ủng hộ, và bạn bè không ai ủng hộ. Cho nên chị Nhi là cái người hiểu rõ hơn hết cái nỗi đau khi mà em tìm kiếm support từ gia đình. Má nó đau lắm. Thiệt, tao thì nó đau kinh lắm. Tao khóc tới độ mà tao không còn nước mắt để khóc mỗi lần tao nói về gia đình nữa luôn. Có nghĩa là mình phải đến một lúc mà mình phải thương bản thân mình, chứ mình không có đợi ai thương nữa, để mà mình theo đuổi cái sự thành công là bởi vì mình muốn, chứ mình còn không phải theo đuổi bởi vì chồng, vì con, vì ba, vì má, vì ông, vì bà, vì bạn, vì bè nữa. Tại vì nó là một cái sự đánh đổi. Má nó đau lắm, đau kinh khủng. Cho nên chị thấu hiểu hết cái cảm xúc của tụi mày. Tao biết tụi mày khổ lắm. Những cái đứa mà nhìn qua bạn mình xong thấy ba má ủng hộ học chị Nhi, kiểu như nó nhìn theo kiểu như nó chảy nước miếng đó. Nó kiểu trời ơi, mình ước gì mình được như Châu, mình ước gì ba mẹ mình cũng như ba mẹ Châu. Thiệt luôn á, tại sao phải để cho con của mình nó ước như vậy, trong khi là cái chuyện nó như gang tay trước mắt vậy đó. Chỉ cần mở lòng một chút thôi, chỉ cần mở cái lòng mình ra, để mở cái óc của mình ra cho người khác cái cơ hội được nói thôi. Đừng có làm cho con của mình khổ thiệt á. Nhiều cha mẹ làm cho con khổ lắm. Nhi nói thiệt á, chị Nhi nhìn thấy cái cảnh này Nhi thấy má. Tới chừng nào người Việt Nam của mình chẳng lẽ giờ ta... Nhi nói thiệt cho mọi người nghe á, Nhi rất là lo lắng, bởi vì Nhi đến từ một cái đất nước third world country, tức là một cái đất nước nghèo. Và Nhi đang dạy con ở một cái là một trong những cái đất nước giàu nhất thế giới. Nếu các bạn search Google, các bạn sẽ thấy Singapore nó ở cùng với New York và Nhật. Và khi bạn ở đất nước mà cái GDP hàng đầu thế giới, cái tư duy con người khác và cái xã hội nó khác, Nhi rất
tự ti, hay còn gọi là rất kém tự tin trong cái chuyện dạy con của mình. Tại vì Nhi thấy những cái người cha người mẹ ở đây, và đã có rất là nhiều lần Nhi khóc, tại vì Nhi thấy tội nghiệp cho Eva là mẹ không có nói tiếng Anh giỏi như những người khác. Mẹ không phải là người đẻ ra mà làm việc văn phòng hay là nói tiếng Anh lưu loát, hay là có thể dạy cho Eva những cái điều mà những cái người cha người mẹ khác mà ở Singapore người ta có thể dạy được. Đó là cái điều mà Nhi tự ti. Nhi nói thật cho các bạn biết luôn á. Bởi vì khi mà bạn sinh ra ở một đất nước nghèo, bạn đi qua đất nước giàu, thậm chí cái nhìn của người ta về bạn cũng khác lắm. Khi mà Nhi thả con ở trên trường, tất cả những cái người mẹ khác đều là người bản xứ chẳng hạn, hoặc người ta là người da trắng, chồng người ta làm chức vụ cao, người ta cho con người ta đi học ở trong trường đó. Bởi vì cái trường đó Nhi đóng tiền học rất là nhiều. Nhi biết được giống như chuyện là mình gặp người ta mà người ta mặc đồ thôi mình đã thấy có cái khoảng cách rồi. Tại vì em biết mà người ta từ đầu đến đuôi mà em nhìn người ta như một con phượng hoàng, thì em sẽ biết được cái khoảng cách, cái gap nó xa lắm. Và hồi xưa chị còn là một con làm trong quầy, có thể là với người Việt Nam mình thì là bự, người Việt Nam mình là ui, chị Nhi làm trong Chanel mà chị Nhi không phải đâu em, người ta có xe hơi đưa mở cửa ra mở cửa vô luôn á. Thì tất nhiên trong lòng của em sẽ nghĩ mà người ta đưa con đi học mà em nhìn như là rồng rắn lên mây, như là chơi đầu lân vậy đó, có nghĩa là một đoàn người đưa con đi học luôn á. Và chị Nhi phải bỏ qua cái mặc cảm đó để chị Nhi educate, tức là chị Nhi phải tự học, chị Nhi phải nạp kiến thức vô trong đầu để làm mẹ. Chị Nhi phải tự học để bỏ qua cái tự ti của một người gọi là từ dưới đáy xã hội đi lên và thành công và thành tài, và bây giờ giáo dục lại con. Và những cái lúc mà Eva nó về và nó nói là mẹ ơi con yêu mẹ lắm á, đối với chị Nhi như vậy là đủ. Đối với chị Nhi là mình không cần biết ngoài kia mẹ của những cái đứa kia giàu hơn, giỏi hơn, thông minh hơn mình như thế nào. Mình chỉ cần biết với con của mình, nó luôn coi mình là một người anh hùng, nó luôn coi mình là một cái tấm gương. Vậy thì mình làm sao để ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua, dù là mình già hay là mình không còn trẻ, hay là mình không phải như những cái người mẹ khác là sinh ra trong một... Tại vì khi bỏ cái tôi đi và học từ người khác để trở thành một người cha người mẹ tử tế, nó không có gì xấu hổ hết. Các bạn càng thương con các bạn chừng nào, các bạn phải bỏ cái tôi xuống để học, để cho con của mình hết khổ. Còn mà giữ khư khư trong người cái kiểu là thuần phong mỹ tục Việt Nam, hay văn hóa Việt Nam, hay cái gọi cội nguồn Việt Nam, ba cái đồ yêu, ba cái quần què đó, nó không có góp phần được cho việc con của mình sẽ phát triển nữa đâu. Nhi nói nghiêm túc, và Nhi nhận thức được điều đó, cho nên Nhi không ép Eva như cái cách người Việt Nam của mình ép con. Bạn đang vô tình tạo cho con của bạn trở thành những đứa trẻ ghét bạn, hận thù bạn, đem cái hận thù đó đi ra thế giới, đem cái hận thù đó đi ra tương lai của nó. Bạn đang chính là người góp phần tạo nên cái trauma, hay còn gọi là cái tổn thương bên trong con của bạn. Và bạn cũng đang vô tình làm cho cái khoảng cách của nó đi đến thành công lâu hơn, bởi vì cái sự cổ hủ bảo thủ và không có chịu mở lòng của bạn. Đó là câu trả lời của chị Nhi, trả lời cho ba má của em. Em có thể đưa cái video này cho ba má em coi, và có thể ba má em sẽ không có sẵn sàng để coi cái khúc này, nhưng mà những người cha mẹ mà đã coi cái kênh của chị Nhi rồi, chị Nhi biết những cái bạn trong team của chị Nhi có những người, người ta nói mẹ em cũng coi kênh chị Nhi, ba em cũng coi kênh chị Nhi, cả nhà em ai cũng coi kênh chị Nhi, ông bà nội em cũng coi kênh chị Nhi, ông bà ngoại em cũng coi kênh chị Nhi. Những cái người mà đang coi kênh chị Nhi và cho ba mẹ họ coi, và ba mẹ họ đồng ý mở lòng, chị rất mừng với những cái bạn đó. Còn những người mà người ta vẫn chưa thành công với cái chuyện cho ba mẹ họ coi được á, chị Nhi rất buồn, chị Nhi rất thương họ. Nhưng mà như chị Nhi nói á, bạn đang vô tình làm cho con của bạn, cái quá trình thành công của con bạn sẽ bị chậm lại, bởi vì nó còn bận làm cho bạn hạnh phúc. Hãy làm cho bản thân mình hạnh phúc, đừng để một đứa con nít phải làm cho bạn hạnh phúc. Phải là người đầu tiên làm cho bản thân mình hạnh phúc, chứ không phải là đợi con mình làm cho mình hạnh phúc, chứ không phải là đợi cho con mình phải làm theo ý mình, nó phải theo đuổi cái ước mơ mà mình muốn thì mới là hạnh phúc. What the fuck man, it's none of the problem. Cái cuộc đời bất hạnh chó cắn của bạn không liên quan gì đến con bạn. Bạn sống xong cuộc đời của bạn rồi, để cho nó sống cuộc đời của nó. Đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu tiên coi kênh của chị Nhi. Còn nếu đã coi lâu rồi, vô kiểm tra lại coi mình nhấn subscribe chưa.